Ok, thì chắc cũng 3 tuần rồi mình không có đăng clip mới cho anh em. Thì mấy tuần trước thì mình có nói là mình bị Covid đó các bạn. Thì sau khi bị Covid xong thì mình hồi sinh. Đó, mình hồi sinh thì mình cũng tính làm clip hướng dẫn mới cho anh em, nhưng mà tự nhiên cái tay nó bị cùi các bạn. Tự nhiên tay mình nó bị cùi quá trời cùi luôn. Xong rồi cái mình cũng không có muốn lên làm clip hướng dẫn, tại vì lên nhìn tay nó rất là xấu, là kỳ. Mình lên mình chê cùi, bị đặt cái viết này kia đó. Thì mình cũng nghỉ 3 tuần nay thì hôm nay sẽ quay lại hướng dẫn liên kê cho anh em. Trước khi hướng dẫn thì mình sẽ nói qua một xíu về cái khái niệm liên kê cho mấy bạn nào mới vô kênh của mình, còn anh em nào biết rồi thì có thể tua cái đoạn này. Nhớ là tua cái đoạn này thôi nha anh em, toàn tua hết mẹ cái clip của mình, toàn anh em ruột không mà. Mà lên coi thống kê 5 phút mà anh em coi có 1 phút mấy, 2 phút, quá thất vọng. Liên kết nói một cách dễ hiểu cho các bạn là các bạn ghép những cái kỹ thuật lại với nhau thành một cái đoạn nó tầm 2-3 giây gì đó. Nó chưa có được gọi là combo. Combo là một cái bài quay hoàn chỉnh của các bạn có đầu có đuôi. Còn liên kết nó là một phần của cái combo. Nói dễ hiểu hơn là giống như các bạn đi ăn KFC, các bạn kêu combo gà rán khoai tây với nước á. Nhưng mà liên kết là các bạn mới lấy có khoai tây với nước thôi, nó chưa có gà. Liên kết thì nó sẽ không có dành cho mấy bạn mới chơi ngày 1, ngày 2, tại vì mấy bạn chưa có đủ cái vốn kỹ thuật để mà các bạn có thể tập được. Nhưng mà các bạn có thể xem giống như là một cái tư liệu để các bạn biết thêm được những cái trick mới. Để tập được cái link case này thì các bạn cần phải làm một cái kỹ thuật có tên là Traditionic, thì nó sẽ như này. Thì trong cái video này mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết cái kỹ thuật này. Các bạn có thể lấy cái tên các bạn tìm ở trên YouTube, có thể là kênh mình đã hướng dẫn rồi, hoặc là các bạn tìm ở những cái kênh khác. Còn trong cái hướng dẫn link case thì thường là mình sẽ chỉ nói qua về cái cách ghép thôi, chứ mình không có hướng dẫn từng cái được. Cái Traditionic nguyên bản thì các bạn sẽ làm ở trên cái ngón giữa với ngón áp út, lên trên ngón giữa với ngón trỏ như này. Nhưng mà trong cái link case này thì các bạn sẽ làm cho mình ở dưới ngón út lên. Tức là chúng ta sẽ đi từ ngón út lên trên đây như này. Đó. Tiếp theo thì cái đoạn này mình sẽ tả chứ mình cũng không biết gọi nó là cái gì. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng ngón trỏ các bạn đụng vô cái thân bút nè. Sau đó các bạn sẽ gập cái ngón út xuống. Và các bạn sẽ thả cái ngón giữa ra. Bây giờ thì các bạn thấy cái ngón trỏ với áp út nó đang song song với nhau. Thì các bạn sẽ bắt chéo nó lại. Sao cho cái ngón trỏ của bạn nó đang nằm phía trước của ngón áp út nè, thì cái bút nó sẽ hướng cái đầu nó xuống dưới, thì các bạn sẽ thẳng cái ngón út lên và các bạn sẽ thả ngón trỏ ra đó để chuyển cái bút xuống dưới như này. Tiếp theo là một cái kỹ thuật căn bản là finger pass, nhưng mà chúng ta sẽ không có làm nguyên một cái kỹ thuật finger pass mà chúng ta chỉ lấy một cái đoạn ngắn thôi. Tức là chúng ta sẽ pass từ ở dưới ngón út lên trên ngón giữa như này, và các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật đó là middle back around. Nó sẽ đi như này đó, pass lên và middle back around qua như này. Thì cái middle back around này mình sẽ nói sơ sơ sương sương cho các bạn hiểu. Đó là các bạn sẽ cầm cái bút ở cái ngón giữa với lại ngón áp út như này, và các bạn sẽ úp nhanh cái tay của bạn xuống. Các bạn úp nhanh đồng thời là các bạn sẽ thả lỏng hai cái ngón tay này, các bạn thả lỏng, và khi mà các bạn vừa úp xuống là các bạn sẽ buông cho cái bút nó trượt ra ngoài luôn. Như này, đó. Các bạn buông cho nó lăn qua cái ngón giữa. Thì đó là cái mô tả sương sương thôi. Còn chi tiết thì bạn có thể tìm ở những cái video hướng dẫn chi tiết hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc với một cái kỹ thuật có tên là Shador. Shador nó sẽ như này. Đó, thì cái kỹ thuật này thì mình cũng tả sương sương cho bạn biết. Đó là chúng ta sẽ chạc, nhưng mà chúng ta sẽ chạc nửa mùa thôi. Chạc thì chắc là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Chạc nó là kỹ thuật cơ bản mà. Thì chúng ta chạc nửa mùa và chúng ta cho nó lăn ra ngoài đó. Chạc nhẹ một cái cho nó lăn ra ngoài, và chúng ta hạ cái các bạn hạ cái ngón trỏ của bạn xuống nè, cho nó tạo ra một cái khoảng trống như này đó. Và cái bút sau khi mà nó lăn ra ngoài xong thì nó sẽ lọt ngược vào cái khoảng trống đó và chúng ta bắt nó lại thôi. Thì nghe nó cũng đơn giản mà đúng không các bạn, nhưng mà đéo đâu, các bạn cần phải kiếm những cái clip hướng dẫn chi tiết các bạn coi thì các bạn mới có thể làm được dễ dàng những cái kỹ thuật đó, và cũng phải cần phải tập nhiều. Và mình cũng chả nhớ là mình có làm hướng dẫn chi tiết về cái kỹ thuật Shador hay là cái middle back này không. Thì nếu mà có thì mình sẽ để link ở cái phần mô tả clip này của mình. Các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy, còn nếu mà các bạn không thấy thì các bạn hiểu rồi đó. Thì ghép vô combo nó sẽ được cái dạng như sau. Ok,
Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một cái link case dành cho mấy bạn newbie, nhưng mà là newbie già, còn newbie trẻ thì mình không biết. Thì nếu mà các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn có thể tìm những cái clip nó dễ hơn của mình. Thì kênh mình có rất là nhiều cái hướng dẫn link case mà nó cho mấy bạn newbie thiệt luôn. Đó, thì các bạn có thể xem để mà tập nếu mà bạn nào mà mới biết tới kênh mình. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.